Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, trên fanpage của giáo phận Kon Tum đăng thư chung Tết Nhâm Dần của Đức cha Aloisio Nguyễn Hồng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum. Thư chung được ký ngày 3 tháng 2 năm 2022 và gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và quý ông bà anh chị em trong gia đình giáo phận. Nội dung trong thư chung đề cập đến cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, tu sĩ dòng Đa Minh. Trong thư chung, Đức cha Aloisio cho biết một số chi tiết đáng lưu tâm. Đức cha Aloisio viết, cho đến nay vẫn còn nhiều ẩn khuất quanh sự việc thương tâm này. Liên quan đến giáo họ Salon và cha Giuse Trần Ngọc Thanh, Đức cha Aloisio viết, giáo họ Salon đang có những bước chuẩn bị để thành lập giáo xứ mới và cha Giuse Thanh được bổ nhiệm về đây, thay đến cho người anh em cùng dòng là một linh mục còn rất trẻ. Cha Giuse Thanh được biết đến là một con người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ mến. Liên quan đến người ra tay chém giết cha Trần Ngọc Thanh, Đức cha Aloisio viết, anh Nguyễn Văn Kiên thuộc gia đình Công giáo, cha mẹ hiền lành, ngoan đạo. Anh có hai anh em trai và một em gái. Em gái học nội trú nhà các sơ. Tuy nhiên, bản thân anh Kiên thì lơ mơ, không sống đạo. Qua những thông tin có được từ cha mẹ anh Kiên không phải là người điên, khùng theo cách hiểu thông thường. Anh vẫn biết làm ruộng, làm rẫy, sửa xe. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh có thể nổi điên quậy phá, chửi bới, đập tivi, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí phá bàn thờ gia đình. Anh còn hoang tưởng bị người ta ức hiếp, ngăn cản không cho lấy vợ. Anh quát mắng mẹ khi bà phủ nhận lời anh nói như thế. Cuối thư chung, Đức cha Aloisio viết, nói gì thì nói, máu người vô tội đã đổ. Trước nỗi mất mát này là những người có niềm tin, ngoài những lời cầu nguyện dành cho cha Giuse Thanh, ngoài những lời an ủi, nâng đỡ dành cho gia đình cha, chúng ta được mời gọi sống chứng tá tình yêu và tha thứ, mong sao hận thù và bạo lực lùi xa. Như quý vị cũng biết, cha Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, bị Nguyễn Văn Kiên chém khi ngài đang ngồi giải tội sau khi dâng thánh lễ. Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại nhà nguyện giáo họ Salon, giáo phận Kon Tum, thôn Giang Lố 2, xã Salon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, ngài được mang đi cấp cứu, nhưng do những vết thương quá nặng, ngài qua đời vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. Thank you.
Go on.